Chào mừng mọi người trở lại với Barcelona. Ở tập trước, tụi mình đã đến tham quan một vài địa điểm hot on hot của thành phố. Đó là các tác phẩm của kiến trúc sư thiên tài Antoni Gaudí, người con cưng của xứ Catalan. Nếu ai chưa xem thì mình để link video ở đây nha. Trong tập này, tụi mình tiếp tục khám phá những góc ngách còn lại của Barcelona. Mọi người nhớ subscribe, like và comment ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn mọi người. Nay tụi mình đi chỗ này chắc anh em thích nè. Đây là sân Camp Nou, đại bản doanh của đội Barca. Bóng đá đến Tây Ban Nha khá trễ so với phần còn lại của châu Âu. Khoảng năm 1890, những người thợ mỏ từ Anh đã chỉ cho những đồng nghiệp Tây Ban Nha của họ cách chơi một bộ môn thể thao đang rất thịnh hành tại quê nhà của họ lúc bấy giờ. Đó là bóng đá. Vài năm sau, bộ môn này lan rộng và dĩ nhiên là nó tới xứ Catalonia, vốn có nền công nghiệp phát triển và thu hút lao động từ khắp châu Âu. Chàng thanh niên người Thụy Sĩ Joan Gamper đến làm việc tại Barcelona và xin tham gia vào một câu lạc bộ bóng đá địa phương nhưng không được chấp thuận vì họ không nhận người nước ngoài. Cái ổng tức quá, ông ấy rủ thêm vài người bạn khác rồi tự lập riêng một câu lạc bộ luôn. Và Barca ra đời từ đó vào năm 1899, bắt đầu hành trình trở thành một trong những đội bóng thành công nhất thế giới. Joan Gamper có thể được coi là ông tổ của Barca đó mọi người. Không một điều là mình buồn cười là cổ động viên Barca gọi nhau là culé, nghĩa là những cái mông, do cách mà họ ngồi xem bóng đá vào những ngày đầu khi mà sân bóng còn nhỏ và còn đơn sơ. Ngày nay Barca đã sở hữu sân vận động lớn nhất châu Âu rồi với gần 100.000 chỗ ngồi. Mà không ai còn lộ mông nữa, nhưng mà culé thì vẫn là culé thôi. Thế hệ của mình không ai không biết Lionel Messi phải không mọi người? Messi chơi cho Barca từ năm 2004 và chỉ mới rời đội vào năm 2021 thôi. Messi cống hiến toàn bộ sự nghiệp của anh cho Barca, đạt được 7 quả bóng vàng và 6 chiếc giày vàng châu Âu. Điều thú vị là hợp đồng đầu tiên mà anh ký với Barca chỉ được viết qua loa trong một tờ giấy ăn. Lúc đó Messi mới có 12 tuổi thôi. Ở đây có một khu riêng dành cho thánh Johan Cruyff luôn nè mọi người. Năm 1992, với tư cách là huấn luyện viên trưởng, ông này đã đưa Barca lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên. Mọi người, may quá cuối cùng thì nắng cũng lên rồi. Nay không bị mưa nữa cho nên tụi mình ăn ở ngoài đường nè mọi người. Ngồi ăn ngoài đường giống như bên Việt Nam vậy á. Nhưng mà cái anh phục vụ ở đây nói là ở đây tôi ăn trộm á. Nó hay chạy qua xong rồi nó chụp điện thoại của mình nó chạy á. Cho nên mọi người ngồi ngoài đường ăn phải cẩn thận. Mà cái vụ này chắc ai ở bên Việt Nam thì cũng quen rồi, cũng không có gì lạ đâu. Mọi người biết sao ở bên này á, đường phố nó chật lắm. Đường có hai, thường là có hai lên ạ. Cho nên ai mà đi chỗ này đừng có dạy mượn xe hơi nhá. Mượn xong rồi không biết để đâu đâu. Mình thấy mượn cái xe máy chạy là có lý nhất luôn á. Nhưng mà vì cái làng mùa này nó hơi lạnh á, cho nên mọi người phải chuẩn bị bao tay để chạy xe nhá. Mình không có, quá giờ chạy cóng tay luôn. Còn không thì có thể đi taxi. Taxi bên này nhiều lắm, đông, nhiều vô số kể luôn á. Cứ đứng một tí xíu thôi là có xe chạy qua này, còn phải đợi lâu đâu. Mình thấy ngoài đường hầu như là một nửa số xe ngoài đường là taxi không luôn á. Taxi bây giờ đi ẩu lắm nha. Chạy rồi như là đóng phim luôn. Chạy như cướp á. Trình bày đẹp ghê mọi người, thấy không? Có tâm. Wow. Cái này cho mình cắt ra. Wow, hấp dẫn. Khó khăn thế.
chi. Ở đây có chi nữa. Mình kéo chay. Cái bánh mì này ngon quá. Mì tẩm bơ đầu tiên đó. Thơm. Thơm ơi thơm luôn, siêu béo. Sau khi ăn sáng xong thì tụi mình tiếp tục cưỡi xe chạy lòng vòng thành phố. Ngày nay với 4 km bãi biển thì Barcelona có thể được gọi là một thành phố biển rồi. Và với thời tiết oi bức vào mùa hè, khu vực này trở nên đặc biệt đông đúc luôn. Mà hè thôi nha, chứ hiện tại là mới tháng 3, còn lạnh lắm mọi người ơi. Tuy nhiên có một điều thú vị là Barcelona chỉ mới có bãi biển từ vài chục năm trở lại đây thôi. Dĩ nhiên là biển luôn luôn ở đó, nhưng mà ngày xưa ven bờ phía đông đa số là nhà máy, công xưởng và bãi đánh cá. Chỉ khi thành phố giành quyền đăng cai Olympic vào mùa hè năm 1992, họ mới thực hiện nhiều biện pháp để cải tạo bộ mặt của thành phố. Một trong số đó là làm bãi biển nhân tạo với cát được nhập khẩu từ những nơi khác. Từ đó đến nay thì Barcelona vẫn phải nhập khẩu cát một vài lần để bồi đắp cho những cái lượng cát mà đã bị tiêu hao đi đó mọi người. Tiêu tốn hàng triệu euro luôn, nhưng mà với cái lượng khách đổ về hàng năm như vậy á, thì việc chi tiêu này là hoàn toàn xứng đáng. Xứ Catalan là một xứ tự trị đó mọi người, và họ có lá cờ riêng luôn và có tên riêng luôn, gọi là Senyera. Nhà thờ chánh tòa Barcelona có tên đầy đủ là Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia, đặt theo tên của vị thánh tử đạo bị hàn quyết vào năm 303. Tương truyền là sau khi bị hàn quyết thì có một cơn bão tuyết ập đến và phủ trắng thân thể của bà trông giống như một con ngỗng. Đó là lý do trong khuôn viên nhà thờ người ta nuôi 13 con ngỗng tương ứng với tuổi của thánh Eulalia khi bà mất. Thánh được xây dựng trong 150 năm từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, nhưng đến tận thế kỷ 19 thì mặt tiền mang kiến trúc Gothic mới được xây dựng, mang đến diện mạo ngày nay cho nhà thờ. Ở ngay bên cạnh nhà thờ là dòng chữ Barcino, tên cũ của Barcelona khi còn là thuộc địa của La Mã đó mọi người. Cốc này thì chữ N hơi bị khuất tí xíu. Đã đến Barcelona thì không thể không đến Gothic Quarter. Khu này lúc xưa là trung tâm của Barcelona trước khi dự án mở rộng Eixample được thực hiện và nới rộng thành phố ra như ngày nay. Khu này nổi tiếng với những con đường hẹp, những khu nhà cổ kính và nhiều cửa tiệm, nhà hàng trang trí bắt mắt. Và dĩ nhiên là cực kỳ thu hút du khách rồi. Ngay bên cạnh Gothic Quarter là phố đi bộ La Rambla, con phố đông đúc từ sáng tới đêm, bắt đầu từ quảng trường Plaça de Catalunya, kéo dài ra biển và kết thúc tại tượng đài Columbus. Nằm ngay trên phố La Rambla là chợ trái cây và hải sản La Boqueria, là một địa điểm mà dân ăn vặt không nên bỏ qua nha. Này, hình thù nhạy cảm với mọi người. Có ngọt hay chua mà khó nói thế. Tụi mình đã tấp vào một cái quán ở trong chợ luôn. Tự nhiên có ông chủ chạy ra kêu lùa vào, ngồi đi, xong rồi đưa menu. giống như cơm tù á, cơm tù bên Việt Nam á. ăn xong bị chém đứt đầu.
Đây là quán Ramblero. Đối diện là hàng trái cây, tức là hàng nước ép sinh tố luôn. Mình hồi nãy lúc mà mình ra mua nước á, hay là cầm máy chạy theo quay xong rồi để hết cả ba lô điện thoại ở lại bàn. Quán mẹ. Cái ông chú kia ông chạy ra ông bảo phải mang theo phải cẩn thận, tại vì ở đây móc túi với lại trộm cắp nhiều lắm mọi người ơi. Barcelona nó gần biển lắm mọi người, cho nên nó có nhiều hải sản lắm. Sản ở đây khá là tươi sống. Mà ở đây á, đặc biệt có cái con mực nhỏ này nè, baby squid, mực mini. Sơn ơi sơn, nhìn không nỡ ăn. Đây. Ngon vậy? Là bé mực. Hết kìa. Nó béo béo. Đây là cái ly quả bàn đầu mình mua là có chanh dây, hoặc xoài với lại thơm thì phải. Cái xoài với orange gì đó. Ba đồng là cái tiệm là một nhất đầu tiên khi mà bước vô chợ. Tại mới bước vô xong thấy ngon quá, đã khát nước thế là quất luôn. 3 đồng, 3 euro. Các bạn hãy để mình càng đi xuống dưới thì là giá càng giảm. 2 đồng, đồng rưỡi. Ồ, có đồng rưỡi. Đây là cái ly hệ thống mà cho mình mua. Cái bên luôn, cái bên cái tiệm trái cây luôn. 2 đồng. 2 đồng, mà ngon lắm nha mọi người, không biết là có bỏ đường không mà. Ngọt liệm luôn nha. Ngọt liệm luôn á. Đây, cá sea bass nguyên con. Bắt chanh vào nào? Bắt nhiều, bắt hết thôi. Con cá cũng to ghê. To. Sao ngon? Không to. Như đó chỉ ướp ít thôi à. Em, mình coi cái này là có sốt gì nữa nè. Không phải sốt mà chỉ là khoai lang thôi. Khoai lang nghiền hả? Ừ, khoai lang nghiền á. Mềm quá. Đồ hải sản này nó tươi lắm. Thịt nè, con này cũng chắc, ngọt. Có nhạc sống phục vụ rồi nè mọi người đây. Ở đây mọi người, dân người ta ăn tối trễ lắm. Thường thường là bữa tối bắt đầu tầm từ 8 giờ trở đi á, 9, 10 giờ người ta mới ăn tối luôn á. Cho nên mọi người nếu mà muốn đi ăn mà chắc chắn là, không phải chắc chắn mà là phần chắc là có bàn á, thì đi ăn sớm sớm á, 7 giờ 7 rưỡi đi ăn. Nhiều khi còn được giảm giá nữa, 20-30% á. Mọi người, cái quán này tụi mình chỉ tình cờ phát hiện thôi. Hôm qua tụi mình đi dạo cái khu Gothic Core này nè. Xong rồi đi ngang qua đây thấy người ta xếp hàng dài ngoằng. Lúc đó là 9 giờ hơn rồi, trễ rồi mà vẫn còn xếp hàng á. Cho nên tụi mình nghĩ là ngon. Rồi hôm nay mới ghé qua thử. Đây cũng là một trong cái món truyền thống của Tây Ban Nha luôn. Là bamba. Là khoai tây, cái tây nghiền gói thành cục xong rồi chiên. Hôm nay tắt nó ra để ngon nhé. Còn sát mềm sát, không cần cắt luôn. Ừ. Như cho nó có nhân gì? Nhân thịt đó bạn. Được không? Khăn khăn. Khi mềm luôn. Cái là khoai tây nó bọc. Cái này mình thấy chắc là thịt đó, mà nó mềm. Khoai tây siêu mềm luôn. Nó vỏ ngoài nó hơi giòn thôi. Được rồi. Anh mấy ngón này hơn mấy ngón chính. Khoai tây nghiền xong rồi người ta gói ở trong là thịt, thịt heo á, với lại hành tây băm, rồi nêm nếm tùy mỗi tiệm. Sau đó là lăn qua một lớp bột ở bên ngoài nè, rồi chiên lên thôi. Nhưng mà hơn nhau ở chỗ là cái làm cái gia vị cho cái thịt ở trong với lại cái khoai tây này nè. Không biết ở đây khoai tây làm sao mà nó siêu mịn luôn mọi người. Cái món mà bữa giờ mình muốn thử cho mọi người là thịt heo muối. Nó có nhiều loại lắm. Anh ăn thử. Heo sau khi mà bị mổ lấy thịt á, người ta sẽ muối nó rồi để khô.
treo lên cho nó khô từ 1 năm cho tới 4 năm luôn. Ngon quá. Bùi, thịt heo mà bùi ơi bùi. Cá nhảy. Cá con sống. Hola. Hola. Thịt nó làm sao? Thịt nó dai luôn. Nó giống cá nục á. Mà nó ngon thôi, nó không có mùi tanh của cá nục. Cái này là kẻ yêu hết hay là... Người ta cũng gọi là red snapper thì gọi là cá hồng. Cá hồng nó không có giống cái cá này ở mình bên mình cũng có nhưng mà nó không có giống lắm, tại em thấy nó dài hơn, có thể là tại vì nó nhỏ hơn mà con mình nó bự hơn á. Nhưng mà thịt nó chắc lắm, ngọt. Ngon. Chị nướng mà có hơi có cái này chắc chỉ có muối thôi không? Giống bên kia mình chỉ có rắc xíu muối trên mặt thôi với mấy cái rau thơm hay là gì. Mình không, vợ chồng mình không có thích ăn cá đâu, nhưng mà qua đây thấy cá này ăn ngon nhỉ. Từ tôm cá mực thế cũng ngon tại vì nó tốt tươi. Ngoài ra thì Barcelona còn là nơi lý tưởng cho việc shopping của chị em nha mọi người ơi. Đặc biệt ai là fan của Mango và Zara thì không nên bỏ qua cơ hội gom đồ giá rẻ. Nhưng mà nhớ đổi lại thuế VAT lúc mà rời Spain nha, tại vì Tây Ban Nha có mức VAT khá cao là 21% lận. Cái này ở đây là 50 euro. Em mua bên Mỹ. Là tầm ở bên 50, Mỹ là 56, 57 đồng. 80 đồng. Đâu 90 đồng. 90 đồng. Đây đấy. Mắc hơn tầm 40%. 30% á. Đây là hình ảnh của cánh đàn ông khi mình đi mua sắm với vợ với người yêu nè mọi người. Trên đường về thì mình quyết định là phải ghé mua quýt. Tại vì nghe nói là Tây Ban Nha là xuất khẩu cam với lại quýt lớn nhất thế giới. Quýt ngon lắm. Không biết là có ngon không? Không, thì người ta nói xuất khẩu lớn nhất thôi chứ ai biết có ngon không? Không vậy. Ừ. Phải... Thử coi. Cô ơi, siêu ngon. Ngon hả? Siêu ngọt luôn. Mừng đấy. Yeah, tại vì ăn quýt này kia sợ nhất là chua mọi người, tại vì bên Mỹ cũng là mấy cái đồ nhập trái cây nhập cậu khẩu không đó, chua nói mà xui có lúc chua hiếm lúc lắm. Ngày mai tụi mình qua Madrid rồi mọi người ơi, mai bye bye Barcelona rồi, ngày mai phải bay sớm qua Madrid rồi. Tụi mình sẽ ở bên đó thêm 4 ngày nữa. Mỗi ngày happy hơn đi. Thôi là mua phải mà quýt chua thôi, xong rồi cuối ngày mà còn hẻo nữa. Thôi. Ăn hết đi rồi đi ngủ nè. Thôi tụi mình bye bye mọi người đây. Hẹn gặp mọi người ở Madrid. Bye.